Vâng, chào các bác nhé. Trước mắt các bác là hai con Long Zing em mới về, nó gọi là tuyệt đẹp. Bên em là hàng chuyên hàng tuyến nha. Về các bác chỉ việc là chơi thôi và các bác sử dụng đeo lên tay, và thể hiện một trong những cái sản phẩm đẳng cấp của những cái hãng lừng danh. Đây là con Long Zing đô đốc nha, đô đốc 5 sao, 6 hộp, 2 hộp hướng thượng nha các bác. Đây là con Long Zing đô đốc mạch khuyết nha. Hai con này đều là bọc vàng toàn thân nha, bọc vàng toàn thân, mé tuyển chọn nha. Con này giá 28.500.000 nha các bác. Hàng em đấu về tuyển chọn những con mà đẹp chất lượng, từ những khâu là nhỏ nhất. Các bác thấy nguyên một mặt rất đẹp luôn. Đây, các bác nhìn này. Sáu hộp, hai hộp hướng thượng nha các bác. Đô đốc 5 sao nha. 28 năm, giá là bao tốt nhất cho các bác luôn. Đây, khóa của nó này các bác. Những cái sản phẩm mà đồng hồ thị sĩ bên em chuyên phục vụ các bác như là Long Zing, Omega, TikTok vân vân đều được bảo hành là 3 năm, bảo dưỡng, bảo trì trọn đời máy nha. Tất cả em đều kiểm tra và đã chỉnh chu hết về việc chuẩn chỉ để các bác mình sử dụng nha. Như con này là con Long Zing Ultra Chiron sấm sét nha. Ultra Chiron nha các bác, sấm sét. Hai con này đều size 35 chuẩn thị sĩ nha. Những size này đeo nhị tay và đẹp các bác. Con này giá 16.500.000 nha các bác. Bọc vàng toàn thân nha. Tầm tiền dưới 20 các bác bê nghe em này nha. Em này rất đẹp luôn. Các bác nhìn bốn tay này. Bọc vàng toàn thân đẹp, tuyển chọn. Cái nước vàng của nó các bác thấy mê không? Trải qua bao nhiêu năm mà nước vàng nó vẫn chất lừ vậy đó. Tại vì vàng nó họ bọc là vàng, những cái hãng danh tiếng họ bọc là vàng xịn chứ không phải là hàng cái đồ xi, cái đồ xà lên đâu các bác. Nên là cái nước bọc vàng lên là càng nghè nó càng bóng nha. Bên em tuyển chọn những con mà đẹp, không xuất sắc gì hết nha. Đẹp xuất sắc, đạt tiêu chí nha. Em sẽ mở con này. Con này 28 năm nha các bác, 28 năm nha. Con đô đốc mạch khuyết này, 5 sao mạch khuyết này, 2 hộp hướng thượng nha. Đây, nó có 6 hộp kim cương này các bác. Đa quý đó. Các bác thấy không? Bác là thích cái mẫu mạch khuyết, cái đô đốc này lấy con này nha. Bao giá cho bác luôn, 28.500.000. Còn đây là con sấm sét Ultra Chiron. Thiết kế của mạch nó kiểu mạch bắt quái các bác. Nhìn giống mấy kiểu như những con Omega bắt quái. Rất là sang, đẹp. Con này 16 năm. Rồi em lật đế có con xem. Em đều có hình chi tiết những con này nha. Bác nào yêu mến con đô đốc 5 sao logo bọc vàng luôn thì lấy con này nha. Đô đốc 5 sao 6 hộp, 2 hộp hướng thượng. Đẹp. Con này là bản kỷ niệm 25 năm nha bác, bản kỷ niệm 25 năm. Bao giá cho bác mình chơi luôn. Em đấu về phải lại chút đỉnh thôi thì giao cho các bác. Với giá tốt, hàng và đẹp nha. Các bác nhìn cái đế không này. Lông mèo rất là nhị luôn, tuyển lựa kỹ cỡ đó các bác. Từ những cái tay này bóng, nước vàng nó còn ngất ngay luôn. Ok cho các bác. Đấy, con này 28 năm nha, chỉ còn con 28 năm. Về các bác chỉ sử dụng thôi nha. Sưu tầm. Đấy, đây. Hình ảnh của nó đây các bác. Em đang nhận luôn. Này, các bác thấy chưa? 25 năm kỷ niệm. Máy nó chắc không? Sạch trơn. À, con viên đô đốc 5 sao nha. Rồi tên con đây là con Long Zing Ultra Chiron sấm sét. Các bác coi hình trước luôn nha. Rồi em sẽ mở dưới đấy các bác xem. Rồi xem hình nó kỹ hơn các bác. Xem hình đây, hình này các bác. Máy đẹp cắt ngay luôn. Nhìn cái máy này các bác. Máy cơ này là thôi chứ. 2431 nha. Chúc chờ cái máy.
Rồi đây video thực tế hơn để các cô có thể xem em nó đang chạy hoàn hảo quá nha. Các bạn nhìn bốn tay này, bốn tay đẹp nha. Đấy nè các bạn, còn ươm bọc vàng toàn thân luôn, cực kỳ sang đẳng cấp. Những con bọc vàng toàn thân nó đắt như giá trị lắm các bạn, đắt hơn so với những con đe trắng nha. Đấy, bạn nào muốn thích con nào thì liên hệ cho em nha. Long Vinh giờ cũng khá là hiếm hàng, thì giờ hiện tại em chỉ có được 3 con Long Vinh tại shop thôi, còn một con kia là con bữa em giới thiệu rồi, con kia giá rẻ hơn 14,5 triệu, con này 16,5 triệu, còn con này là 28,5 triệu. Dòng đồ đốc là có biết rồi, rất nổi tiếng rồi. Đồ đốc rồi tới sấm sét Ultra Chiron. Dòng Ultra Chiron thì em thích cái mặt nó kiểu kiểu như bác quái. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Em giới thiệu hai sản phẩm đồng hồ Long Vinh thì sĩ, để các bác nào muốn sở hữu nó thì cứ trực tiếp alo cho em nha. Cọc tiền thì cọc 10% trở lên nha, còn chiến khoản đủ em sẽ bớt vài trăm.